Hi, chào anh em Bảo Xỉa Lương, mình là Tờ Lũ S98. Rất vui quay trở lại các bạn trong video ngày hôm nay. Video giới thiệu với các bạn gói nạp cơ bản nhất trong tất cả gói nạp Quyền Vương 98, đó là gói nạp siêu lợi tức hay còn gọi là lợi tức vàng. Ở đây mình nạp rồi, nếu không là cái hình số 675 kim cương này nó sẽ hiện lên một cái vé màu vàng, nó gọi là lợi tức vàng. Còn gói 225 này thì nó sẽ gọi là gói lợi tức bạc, nó có màu bạc bạc. Đấy, đây mình nạp rồi nó mất đi nhỉ nhá. Nó không gợi ý nữa. Thì các bạn nạp 225 thì được lợi tức bạc, 675 thì được lợi tức vàng. Khi nạp thành công thì các bạn sẽ sẽ có cái nhiệm vụ ngày, đó là mỗi ngày sẽ nhận được 200 kim cương. Đấy, ví dụ như là lợi tức bạc thì chỉ là 100. Đấy, còn lợi tức vàng thì thêm một cái 100 nữa thành 200 kim cương một ngày nhân 30 ngày. Các bạn nếu như mà nạp trùng nhau thì nó sẽ cùng hết vào 30 ngày, còn nếu như nạp cách quãng nhau thì cái nào hết trước thì nó nạp trước thì nó hết trước, cái nào nạp sau thì nó hết sau. Và các bạn lưu ý rằng hai gói nạp này sẽ là riêng biệt. Tức là nếu như các bạn hết lợi tức mà chưa hết siêu lợi tức thì các bạn nạp lợi tức nó sẽ không reset siêu lợi tức đâu. Đấy, thế nên là mình khuyên các bạn nạp hai gói đấy đừng để cách nhau xa quá nhá. Cái thứ hai là khi mà là bạn nạp siêu lợi tức thì bạn sẽ được ở cái phần điểm danh siêu cấp. Đấy, tức là cái điểm danh Supreme này các bạn này. Còn bình thường sẽ chỉ là điểm danh thường thôi. Đấy, điểm danh Supreme thì các bạn thấy phần thưởng ngon hơn nhiều, mảnh vạn năng, về quay cà phê kim cương đúng không, bình thể lực. Trong khi đó điểm danh thường thì chắc là nó hơn ở cái đoạn là cho võ sĩ. Ngoài ra điểm danh thường thì cái điểm danh 5 lần hay là 10 lần thì lại cho một phần thưởng to. Điểm danh siêu cấp thì không, tuy điểm danh thường thì ai cũng có đúng không. Rồi, một cái cuối cùng nữa, đó là các thời điểm nào là thời điểm tốt nhất để các bạn nạp siêu lợi tức. Đó là thời điểm mà các bạn vào ngay gần nhất nhá. Vào phát là tốt nhất, nên là nạp luôn. Vì mỗi ngày nó cho tới 200 kim cương mà các bạn. Ê, chậm ngày nào thì mất ngày đấy. Còn đâu nếu như mà các bạn canh me được để tiết kiệm đấy, thì các bạn có thể canh một cái đợt đó là đập trứng kim cương này cũng được. Với 450 kim cương. Đấy. Còn siêu lợi tức tất nhiên là 600, siêu lợi tức là 675 kim cương thì vượt rồi đúng không? Chỉ với 450 kim cương thì các bạn sẽ được full búa, tức là 10 búa tha hồ vừa đập trứng. Với 10 búa này đập trứng thì nó sẽ lên được khoảng 600 kim cương. Đấy, nghĩa là các bạn nạp gần như được hơn x2 rồi đúng không? Đấy, thì nó sẽ là ngon nhất. Đấy, ok. Rồi, thì thật ra thì cái event đập trứng này cũng là một trong những cái event để giúp cho người chơi có thêm một lượng kim cương khá khá để phục vụ cho những đợt tới, ví dụ như là quay mèo. Đấy. Và đây là một trong những cái event mà gọi giúp cho bạn tích lũy từ xa nhé, chứ đến ngày sát sát là cũng hơi mệt đấy. Trong game thì còn rất nhiều gói nạp khác thì mình sẽ để dành cho những cái video khác nữa nhé. Đây là video giới thiệu về gói nạp cơ bản. Đấy, ok. Các bạn thấy video dễ hiểu, bổ ích thì đừng quên để lại nút like nhé. À, cũng phải nói thêm với các bạn rằng là nếu như mà các bạn nạp 3 lần gói lợi tức nhé, thì sẽ được kích hoạt siêu lợi tức. Đấy, 3 lần 225 là đủ 3 tháng mà, đúng không? Thì nó sẽ kích hoạt gói 675. Đấy, đấy cũng là một cách nạp tiết kiệm. Nè, tiết kiệm. À, bạn nào cần nạp liên hệ mình trong số điện thoại, link Facebook bên dưới phần mô tả video nhé. Hãy gói 225 của mình là 120.000, còn gói 675 15 đô ấy thì nó là 350k. Thì bạn nào cần nạp thì liên hệ mình nhé.